Thời gian thử thách 3 2 1 bắt đầu. Cái này thì quét lông mày, để quét lông mày. Ừ. Cái này là phấn rôm thôi, cái này là phấn thơm thôi. Nhiều quá rồi, thôi đi, thôi. Thôi. Cái này là cái này. Chết rồi. Không được rồi, nhiều quá rồi, nhiều quá rồi. Con đánh mặt đi. Ừ, con đánh đều vào, đánh nhẹ chậm thôi. Cái mặt nó trắng tinh lắm. Bôi trong này này. Mắt thì không cần bôi. Ừ, bôi cái mũi. Đã chậm được. Con đừng có đứng, con đừng đè này, con đập đập thôi. Trắng chưa? Nhìn thử nào, chưa trắng chưa? Đổ qua ghê vậy? Cái này. Giữ yên nha. Ừ, quẹt lên. Con thấy nó trắng hơn không? Ừ. Con thấy nó trắng hơn không? Ừ, đúng. Nhìn con phải quét, con phải nhìn, con đập nhẹ thôi, đập chậm thôi. Đập chậm nhưng mà phải cho nó đều. Trời sao, sao mà kéo cắn một tí như vậy? Sao? Nhiều quá rồi con ạ. Được. Tôi biết từ hai lỗ mũi này với mẹ con xuống này, vảnh ra tới má này. Đây là bố chỉ cho nhá. Bố chỉ cho, bố nhìn tay bố đã. Con bình tĩnh nhá. Cong như thế này. À, tới đây nữa. Ok. Ừ. Vẽ theo cái đường. Tôi thấy nó mũi. Ừ. Chậm thôi, đừng cười. Thế này. Từ cái này á. Ừ. Cong rồi. Ừ. Rơi xuống rồi. Kiếm cong lên không có bị bay này con.